Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, hãy nhấn like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình sẽ hướng dẫn bạn tham gia một trình để góp nhận 117.000 tóc cần CTA đến từ dán CDT nha bạn. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video để start support. Rồi, các bạn cộng 12 cộng 63 bằng 75. Mình rất là thích nhận những tóc cần gác lắm bạn. Một khi nó tăng giá, các bạn thấy giá trị rất là cao các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho những gấp controller nữa. Yep, trên tiếp kênh Seller các bạn. Mình xôn xào các bạn. Bắt đập lên. Tiếp tục follow tờ Twitter và Gitbot. Tờ Gitbot. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi các bạn. Các bạn like, các bạn chích dân mấy cái game tăng dài các bạn mình đi các bạn. Chạch lại hoặc có thể các bạn tờ Twitter cũng được nữa các bạn. Sau đó bắt đập lên. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nữa nè. Trên kênh YouTube này các bạn đăng ký các bạn. Rồi sau đó bạn bắt đập lên nào. Rồi follow, like và tweet cái nữa nè. 56 năm test. Các bạn lướt xuống các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tweet yêu xin em đó các bạn. Các bạn ghi ra cộng này rớt. Rồi rớt test nè các bạn. Rồi bạn tweet lên các bạn. Sau đó bạn bắt đập lên nào. Rồi các bạn xoay tiếp kênh Telegram nữa các bạn. Rồi các bạn bấm submit đi tên. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email của bạn vào nè. Dòng thứ hai các bạn điền lưu xin em từ Twitter các bạn đã follow dán các bạn. Trong bên V này là 9. Rồi mình lấy cho bot nè. Tiếp tục bấm Z nè. Tiếp tục mình gửi đường link và profile YouTube mình nha các bạn. Rồi trên YouTube bạn nhấp ảnh avatar của mình, nhấp vào kênh của bạn, nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ, sau đó bạn sẽ chế liên kết nha bạn. Rồi bạn gọi lên chatbot nè. Submit to the share video. Thì các bạn share video của nó lên nha bạn. Các bạn nhấp vào YouTube nè. Này mình quên chia sẻ các bạn. Rồi các bạn qua video nè. Các bạn chia sẻ cái video của nó. Các bạn like nè. Rồi các bạn bấm chia sẻ nè. Rồi các bạn tweet nè các bạn. Rồi các bạn đăng test nha bạn. Sau đó thì các bạn mở Twitter các bạn ra like nè. Các bạn nhập vào avatar, mình nhập vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tweet nè. Rồi sau chấp liên kết, rồi đã chụp bot nè. Chết. Sau đó nó hỏi có join kênh không, Whitbot không thì bạn bấm set nha bạn. Sau đó hỏi join không thì bạn bấm set luôn các bạn. Sau đó mình gửi địa chỉ VPNB sang mạng trên Bet20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn. Mình sẽ chép địa chỉ nha, gửi lại cho bot nè. Trời ơi, nhập vào địa chỉ cho liên quan. Nó xanh xanh giống hình Instagram mình. Rồi sau đó bấm complete address nè. Rồi bấm balance đi chết số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 117.000 tóc cần CTA nè. Bạn chỉ lên dép chia sẻ trong bè những cái thằng nó kiếm tóc cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.